Ngày 14 tháng 10 năm 2021, bạn Trần Thanh Thảo chia sẻ về kết quả sử dụng sản phẩm Siri. Và bạn, đây là câu chuyện của bạn kể ra, và đó là một lời biết ơn sâu sắc đối với Siri. Bạn Trần Thanh Thảo năm nay 35 tuổi, và bạn sở hữu một ngân hàng bệnh thoái hóa đốt sống, đau lưng, đau tiền đình, trào ngược dạ dày, viêm họng mãn tính và rất là nhiều bệnh khác nữa. Và đặc biệt cái bệnh trào ngược dạ dày nó làm cho bạn Thảo thấy vô cùng khổ nhục, nhất là cứ ăn vào là axit nó trào ngược lên thực quản và làm bạn Thảo khó thở và gây ra viêm họng mãn tính. Bạn Thảo rất là bất lực vì đã đi khám rất là nhiều nơi và lấy thuốc ở Bạch Mai, Tai Mũi Họng Trung ương và rất là nhiều lần đi khám ở các nơi nhưng không khỏi. Bạn Thảo cũng đã uống các loại thuốc trên mạng và người ta đã mách bạn cái gì bạn cũng làm theo nhưng vẫn không ăn thua gì cả. May mắn cho bạn Thảo vì đã có một người đã kiên trì và mách gì bạn Thảo cũng làm thử. Và bạn đã gặp được một người bạn giới thiệu cho sản phẩm Siri và bạn đã kiên trì sử dụng đến nay là 25 ngày và thấy hiệu quả rõ rệt. Cảm giác nghẹn cổ sau khi ăn đã gần như biến mất và những cơn đau dạ dày cũng đã gần dần như biến mất. Bạn Thảo gửi lời biết ơn và cảm ơn Siri rất nhiều. Và bộ sản phẩm mà bạn Thảo dùng có cảm nhận có hiệu quả đó chính là Lobomin, bộ ba thanh lọc, dầu băm sa. Xin chúc mừng bạn Thảo. Bạn Thảo đã đón nhận cơ hội Siri và đó có những cái cải thiện về bệnh vô cùng tuyệt vời. Chúc cho bạn Thảo nhanh khỏe mạnh và chúc cho ai khi mà biết đến sản phẩm Siri sẽ đón nhận và bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình.